đến nó bị nhiễm trùng. Thì trong dung dịch povidone đó mình sẽ có hai cái thành phần trong cái tên của nó, một là povidone, hai là iốt. Hai thì nghe cái tên là mình đoán được cái dạng chế phẩm này rồi. Rồi thì về cái phần cuối cùng trình bày của bài này á, mình cũng sẽ có hai ý giống như cái bài khác. Một, mình đọc vào bài này mình thấy quen rồi đó, đó là yêu cầu kỹ thuật, ai đọc cũng có thể. Trong yêu cầu kỹ thuật thì bài này có bốn cái chỉ tiêu mà các bạn cần phải thực hiện và nhớ trong bài. Thứ nhất là tính chất, thứ hai là giới hạn cho phép về thể tích, thứ ba là định tính, thứ tư là định lượng. Rồi, thì trong cái bài này nè, mình sẽ thấy về tính chất thì người ta yêu cầu nó phải là một chất lỏng màu nâu thẫm. Mình thấy là bình thường á, ở trong cái phần mà mình quan sát á, về tính chất này còn gọi là cảm quan, thì cái dung dịch này khi mình xài á, mình sẽ thấy nó có màu nâu đậm một xíu, hay là chất lỏng màu nâu thẫm và nâu đậm một xíu, đó là phần về tính chất. Thứ hai là giới hạn cho phép về thể tích. Thì bài này khác với bài hôm trước chỗ nào? Hôm trước là người ta nói là thể tích nó phải nằm từ 100, nhớ không, tới 115% so với thể tích ghi trên nhãn. Còn bài này là thể tích của mỗi đơn vị không được dưới thể tích ghi trên nhãn, được ha. Cái chai povidone iốt mà mình học trong phần này nè, thể tích của cái chai ha, thể tích ghi trên nhãn hay là thể tích ghi trên chai thì nó sẽ là 20 ml. Lát các bạn sẽ thấy cái phần này, thì nó sẽ là 20 ml. Vậy thì thể tích mỗi đơn vị không được dưới, có nghĩa là mỗi chai V nó phải lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 20 ml. Được ha, cái ý này được hiển là vậy. Ví dụ người ta hỏi là thể tích của mỗi đơn vị không được dưới thể tích ghi trên nhãn, mà cái chai tôi đang cầm là chai 10 ml, thì yêu cầu của nó là gì? Có nghĩa là thể tích nó phải lớn hơn bằng 1. Được ha, không được dưới là từ đó trở lên. Trong phản ứng định tính thì người ta có thể ghi gọn như cái kiểu trong sách viết là phải có phản ứng dương tính của povidone và iốt. Nhà trong sách nó sẽ viết như vậy. Thì trên slide một cái cách hiểu khác thì cô viết ra đó chính là phản ứng của povidone phải là dương, phản ứng của iốt phải là dương. Được ha. Thì nó có một cái câu tương tự là phải có phản ứng dương tính của povidone và iốt. Rồi, trong phần định lượng chúng ta chỉ có định lượng iốt mà thôi nha. Trong phần học và cái bài chúng ta chỉ có định lượng iốt thôi. Định lượng iốt này người ta yêu cầu là anh phải nằm từ 0,85 đến 1,2% so với hàm lượng ghi trên nhãn và tính theo khối lượng trên thể tích ha. KL trên TT chính là khối lượng, khối lượng ha, trên thể tích. Thì khối lượng này á, cái đơn vị chuẩn của nó là gam, thể tích đơn vị chuẩn này của nó là ml, được ha. Thì cái quy về người ta muốn mình đó chính là gam trên ml. Rồi nhớ lại một xíu nha. Trong yêu cầu kỹ thuật của bài này nó cũng có bốn ý giống như là bài chất lỏng vừa qua là B12 mình học. Đó là tên, cái tên gọi của nó là tính chất này, giới hạn cho phép về thể tích nè, định tính nè và định lượng nha. Thì tính chất thì yêu cầu là khi mình đổ ra chất lỏng này có màu nâu thẫm. Đấy, mình sẽ coi lại những cái clip xem là nó có màu nâu thẫm hay không nha, thể chất của nó vốn như thế nào. Rồi, khi mình nói thứ hai là giới hạn cho phép về thể tích, anh không được dưới thể tích ghi trên nhãn, có nghĩa là anh phải từ thể tích nhãn trở lên. Thì trong thể tích nhãn này, cái chai mình sẽ gặp và thấy ngày hôm nay đó là chai 20 ml, có nghĩa đồng nghĩa với câu là thể tích mỗi một cái chai như vậy phải từ 20 ml. Định tính cần có phản ứng dương tính của cả povidone và iốt nha. Cho nên khi mà người ta hỏi mình là bài này em định tính đối với chất gì, thì mình sẽ có định tính đối với hai chất vật, đó là povidone và iốt luôn, được không? Nhưng mà định lượng của mình thì chỉ định lượng có iốt mà thôi ha. Và hàm lượng yêu cầu của iốt là từ bao nhiêu? Là từ 0,85 tới 1,2% so với hàm lượng ghi trên nhãn, được ha? So với hàm lượng ghi trên nhãn. Thì trong cái iốt này, ví dụ như cái phương pháp người ta dùng trong phần định tính, còn phương pháp dùng trong phần định lượng là gì? Nó sẽ xuất hiện ở trong cái phương pháp thử ha. Ở đây chỉ nói là yêu cầu kỹ thuật thôi. Rồi, đây là cái hình và cô có chụp ha, để đưa lên cái thông tin về chế phẩm để cho mình thấy cái thông tin mà cái hình chụp đưa về chế phẩm này để làm gì, ta có mục đích gì. Thứ nhất là mình biết cái hình dáng của nó, thứ hai là nó có những cái thông tin để mình đưa vào trong phần viết tiếng,
được ha, những cái thông tin để mình có thể đưa vào phòng lấy phiếu. Đây là cái chai Povidone mà mình sẽ học và mình thực hành ha. Thì ở ngoài khi mà mình lên học thực hành á, là cái chai nó y chang gì luôn nha. Đây là cái chế phẩm mà bộ môn dùng. Rồi, ví dụ nhìn trên cái chế phẩm này nè, mình có thể lấy được những thông tin gì và có những gì mình cần quan tâm chú ý. Thứ nhất, đây là dung dịch dùng ngoài Povidone HD, dùng cái những cái tên này nè để viết cái thông tin trong phiếu phân tích, nhớ không? Phiếu phân tích có những cái thông tin mà được ghi chữ là xem tin nhãn đó nha. Rồi, cái dung dịch dùng ngoài Povidone HD nè, một nốt đơn ha, một là mình viết thêm là Povidone 10%. Rồi, đó là cái mẫu phân tích của mình có. Ví dụ HD Pharma, đây là tên của công ty á, ha, công ty. Hoặc là ở Nhật Bản á, thì ghi là công ty cổ phần dược phẩm vật tư y tế Hải Dương, ha, càng tốt. Đó là HD là Hải Dương đó. Rồi, thì sau đó mình sẽ có là số lô nè. Nè, những cái số lô nè, hàng ngày sản xuất nè, hạn dùng nè. Thì số lô là hôm trước mình nhớ là có cần ghi trong phiếu ha, hạn dùng có cần ghi trong phiếu nè. Rồi, sau đó ví dụ mình có số đăng ký nè, số đăng ký sản xuất nè, ha, tiêu chuẩn nè. Đó, tức là cái nhãn này mình sẽ lập tới lập lôi, mình thấy có những cái thông tin này là những cái thông tin mà mình cần để đưa vào trong phiếu phân tích ha. Rồi, cái tên cái công ty nè, đó. Rồi, cái này mình sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở ha. Rồi, cái hộp này nè, mình sẽ nhìn thông tin này nè, là lọ này là lọ 20ml. Thì ra đây là thể tích ghi trên nhãn, là những cái mình sẽ dùng và mình thấy được ở trên cái nhãn sản phẩm để mình đưa vào bài nha. Có khi mình nhìn trên cái chai này mình xoay quanh nó cũng sẽ viết giống như vậy. Thì ra đây là cái thông tin của chế phẩm để mình đưa vào trong bài của mình đó. Thì các bạn có thể lấy những cái thông tin này ra để mình viết sẵn. Ví dụ như cái bài đó là phía phân tích đó, thì tới chừng khi mình học trên lớp hoặc là mình thi thì mình được phát ra, mình nhìn vào đây mình viết những cái thông tin mình chép ra ha. Rồi, khi cô đến về phương pháp thử nha, thì mình sẽ có hai cái chỉ tiêu đầu tiên. Thứ nhất là tính chất, thì mình sẽ xem chất lỏng màu nâu thẳm, nó cái là mình quan sát bằng mắt thường, mình chế ra coi cái màu của nó như thế nào. Được ha. Nếu nó giống là nâu thẳm, nghĩa là nó không có vàng, nó không có xanh, nó không có nâu nhạt, hay là nó không có bị tắt lớp pha, hoặc là nửa màu trên là gì, nửa màu dưới là khác, thì nó đạt yêu cầu đưa ra. Nha. Thứ hai, giới hạn cho phép về thể tích. À, mình sẽ có ba cái gạch đầu dòng. Thứ nhất, em sẽ lấy ngẫu nhiên 5 chai trong cái chai ra, xác định thể tích từng chai bằng sử dụng ống đồng. Được ha. Cái kết quả của mình là nếu như không có đơn vị nào có thể tích dưới đi trên nhãn đạt, nếu có một cái đơn vị không đạt thì mình sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Được ha. Lần thứ hai có nghĩa là mình lấy thêm 5 chai nữa. Rồi. Và theo lý thuyết thì 5 chai mới này nè phải đạt hết thì mình mới kết luận là đạt nha. Đó là giới hạn cho phép về thể tích. Và một số thông tin mình sẽ nói thêm ở phần này như sau. Có nghĩa là đầu tiên em sẽ có một năm cái chai để ha, được sử dụng trong cái phần thực nghiệm này nè. Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai. Cô giả sử là như vậy nha. Mỗi một cái chai này nè, mình sẽ lấy một cái ống đông được ha. Rồi mình sẽ lấy cái ống đông này. Cái ống đông này sẽ sạch khô, mình mở nắp của cái chai thứ nhất đi. Rồi, mình sẽ chế vào trong cái ống đông này. Rồi, mình sẽ ghi nhận thể tích, được ha, mình sẽ ghi nhận V. V của cái này thì cô sẽ gọi là V1, được không? Rồi, sau khi mình đọc được V1 xong, vậy thì cái thể tích của cái ống đông này nè, nó sẽ là bao nhiêu là hợp lý. Mình có thể tích ghi trên nhãn khoảng tầm là 20ml, đúng không? V là 20ml. Cái ống đông này mình sẽ sử dụng là ống đông bao nhiêu? 25. Nhà mấy đứa có thể ghi chú lên ở bài thực hành này sẽ sử dụng ống đông 25, được ha, ống đông 25. Rồi thì mình á sẽ nên chọn ống đông là 25 là nó sẽ gần và sát hơn. Như bài hôm trước mình nhớ không, khi mình cho vô cộng với thể tích á thì á cái thể tích mình cần dùng đối với ống đông thì nó ít nhất cũng phải chiếm 40% thể tích của ống đông đó. Vậy thì nếu như mình dùng ống đông 50 ha, 50 thì nó sẽ hơi lớn một xíu, thì khi mình sử dụng ống đông 50 thì nó cũng chiếm là 20/50 là vừa đủ 40% nha. Nhưng mà nó sẽ hơi lớn và nó không có lợi và dễ đọc mà ống đông gần hơn, đó là ống đông 25 nha. Thì thực tế mình có ống đông 25, ống đông 50 nha, thì chọn 25 nó sẽ tối ưu hơn. Tại vì 25 so với thể tích là 50 thì lấy 25 chia 50 cái phần trăm nó ra chắc chắn nó hơn 40
nó hợp lý thì mình được cái V1, sau đó mình mới làm sạch khô, mình mới cho cái thể tích của cái thứ hai này này cho vào trong cống đông, thì mình lại đọc mình ghi được V2, V3, V4 và V5. Rồi năm cái con số này của năm cái tương ứng này nó phải lớn hơn con số 20 nha, lớn hơn bằng con số 20. Khi mà nó đạt hết rồi có nghĩa là không có ông nào dưới thể tích đi trên nhẹ, mình kết luận chữ đạt được ha. Nếu có một đơn vị không đạt tiến hành lần hai giống như lần đầu, nghĩa là gì? Trong năm cái này ví dụ ông số 5 đi, ông không đạt, ông ra có 18 thôi, thì lúc này mình sẽ tiến hành lấy trên 5 đơn vị nữa, lấy thêm 5 đơn vị khác, có nghĩa là mình sẽ lấy thêm 5 chai nữa, được ha. Vậy thì mình sẽ có là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. Lúc này giống như mình có V6, V7, V8, V9 và V10, được ha. Thì mình sẽ có 5 cái đơn vị khác. Thì nếu như mình đạt khi không quá 1 trong tổng số 10 đơn vị này là ngoài khoảng cho phép, có nghĩa là trong 10 cái đơn vị này nè thì nó không quá 1 trên 10, mà hồi nãy mình đã bị ông số 5 rồi. Vậy thì nói cách khác là 5 đơn vị mới phải đạt hết nha, 5 đơn vị mới phải đạt hết. Thì cái phần này nó cũng có trong lý thuyết về giới hạn cho phép về thể tích ha. Cái cách nếu mà gọi là tương tự thì nó giống như là độ đồng đều khối lượng và của chế phẩm đa liền nha. Thì một lát mình sẽ thấy cái độ đồng đều đó ở bên ông thuốc mỡ tetracycline nha. Thì nó hay gắn với những cái chế phẩm mà đa liều, có nghĩa là sử dụng nhiều lần á, thì cái giới hạn cho phép về thể tích của nó hay lấy 5 chai 5 đơn vị, còn giới hạn cho phép về khối lượng ta thì hay lấy là 5 đơn vị chế phẩm nha, ví dụ 5 tuyết, 5 gói vân vân. Và đó là cái cách người ta làm và xét về giới hạn cho phép thể tích ha. Rồi khi mình nói về phẩm định tính nha, phẩm định tính thì trong bài này nó có 4 phẩm định tính nha, 4 phẩm định tính để xác định sự có mặt của hai ông, đó là ông Bovidon và ông Iot nha. Trong bài này thì đối với phản định tính đầu tiên là phản A, thì các bạn sẽ nhìn trên sơ đồ một xíu nha. Phản A này sẽ định tính chất gì, là mình nhìn cái sơ đồ này đi nha, xong mình suy nghĩ thử dùng cô phản A định tính chất gì. Định tính chất gì, tại vì nó có hai chất là Bovidon và Iot, thì theo mình nhìn cái phản này đi, mình sẽ thấy nó định tính là Bovidon hay nó định tính là Iot. Đúng rồi, các bạn trả lời định tính Iot là đúng ha, định tính Iot là đúng. Rồi, tại vì sao? Theo mình biết là Iot có một phần màu đặc trưng với dung dịch hoàng tinh bột để tạo thành màu xanh. Rồi, cái bài này có sự xuất hiện trong phần thực hành ha, một cái dung dịch được gọi là dung dịch A. Dung dịch A này với mục đích là gì trong bài ha? Dung dịch A này nè, mình sẽ lấy 20 ml chế phẩm cộng nước vừa đủ ml để dung dịch A với mục đích chính, đó chính là pha loãng. Pha loãng thuốc. Tại sao phải pha loãng thuốc ở phần này? Như mình được biết trong phần đầu về tính chất, thuốc của mình là một cái dung dịch có màu nâu thẫm, đúng không? Mà màu nâu là một cái tông màu tối đậm, cho nên khi tạo cái phản ứng hiện tượng á, nó sẽ khó thấy những cái màu chính xác. Tại vì màu nâu đậm nó lấn át hết tất cả mọi thứ rồi, nha, nên người ta sẽ pha loãng ra. Thì khi các bạn pha cái thuốc này loãng ra thì nó có cái màu nâu nhạt hơn một xíu thôi. Rồi, thì anh em mình lại thấy tiếp nè. Đầu tiên á là mình pha ra thì nó sẽ có cái màu nâu vàng á. Rồi, một xíu để mình được dung dịch E ha. Dung dịch E là pha loãng thuốc. Mình sẽ pha loãng bằng cách lấy khoảng 20 ml chế phẩm nha, mình cộng với nước vào cho vừa đủ 10 ml, thì lúc này nó khoảng tầm nửa ống nghiệm nha. Rồi cái thí nghiệm A nè, đây là pha loãng dung dịch A nè, thí nghiệm A bắt đầu từ đây. Thì mình lấy 0,1 ml dung dịch A thì được kiểu là mình lấy 2 giọt dung dịch A. Thì chỗ này nè, để điều chỉnh các bạn có thể lấy 1 giọt cũng được, 1 đến 2 giọt được ha. Rồi các bạn lại tiếp tục cho nước thêm tới 5 ml, tiếp tục cho nước có nghĩa là làm loãng đi nhiều, được ha. Tại vì là khi mình loãng đi khá là nhiều thì cái màu của dung dịch lúc này nó sẽ là màu vàng rất nhẹ, nó sẽ vàng vàng rất là nhẹ ha, nó nhẹ ít thôi.
chứ nó không có thấy rõ là vàng nhiều, thậm chí có những cái gừng như trong suốt ha. Sau khi đó mình mới cho khoảng 2 giọt hồ tinh bột vô, mình lắc lên thì nó sẽ ra màu xanh dương nha. Cái màu được xem là đẹp, tuy là cái màu này chuẩn đúng là màu xanh dương nha, xanh dương. Rồi thì trong cái này nè, cái thi nè, cô đánh một cái dấu sao nha, vì cái chỗ này là phản ứng có nhiều bạn là nó không được đẹp thì sẽ bị trừ điểm, tại vì trong hiện tượng thì nó xuất hiện màu xanh này nè phải được hiểu là màu xanh dương, thì có những bạn lại làm là màu xanh lá hoặc là nó đậm đen luôn. Thì một nha, là mình á làm nó ra màu xanh lá là do như thế nào, thì trong cái quy tắc về mỹ thuật á thì mình sẽ có màu xanh dương kết hợp với màu vàng, nó sẽ ra màu xanh lá. Vậy thì vốn em ra xanh dương là nó cũng đúng rồi đó, nhưng cái nền của em lại là nền vàng, cái nền nó không trong suốt nên nó không thể hiện được cái rõ ràng về màu xanh dương này. Vậy thì do cái gì? Do dung dịch của mình bị đậm, được ra do dung dịch của mình bị đậm. Thì trong cái trường hợp này để xử lý là khi em nhỏ cái giọt thuốc thử là hồ tinh bột vào á, thì tự nhiên cái dung dịch của mình hiện lên nó là màu xanh lá, có nghĩa là do cái dung dịch e rồi mình pha lại nó chưa có đủ, nó còn bị đậm á. Cho nên lúc đó mình sẽ chế cái dung dịch này ra ngoài bớt, mình cho nước vô để lãng ra mà, thì nó sẽ ra xanh dương. Cái thứ hai là có nhiều bạn pha đậm với lượng thuốc luôn, có nghĩa là các bạn lấy một hai giọt thuốc các bạn cho nước chưa hả, thì nó còn đậm đen à. Cái mình cho hồ tinh bột vô thì cái màu bên đây là cái màu đậm đen luôn nha, nâu đậm luôn, không có thấy được cái hiện tượng màu gì hết nha. Trong những trường hợp đó thì mình phải đổ ra, mình chế nước nhiều lắm nhưng mà cái màu nó vẫn sẽ là không đẹp nha, cái đó là nên được hiện lại nha. Vậy thì trong bài này đầu tiên vào mình sẽ tạo cái dung dịch E. Dung dịch E này không phải chỉ làm phẩm E mà còn dùng để làm phẩm BC nữa, à, dùng làm phẩm BC. Rồi vậy thì tóm gọn ha, phản ứng E là phản ứng định tính iốt. Em làm bằng cách cho biết sự xuất hiện của iốt đối với lại hồ tinh bột, thì đầu tiên mình sẽ pha lãng dung dịch này để được dung dịch E dùng chung cho các thí nghiệm nè, A, B, C. Rồi, ở thí nghiệm đầu tiên mình sẽ lấy khoảng một giọt, mình phải pha lãng với nước và mình cho tác dụng với hồ tinh bột để tìm kiếm sự có mặt của iốt. Rồi, khi mình qua phản ứng B ha, thì phẩm B này nó sẽ được theo trình tự như sau. Thứ nhất, mình lại lấy một cái dung dịch E, có nghĩa là thuốc pha lãng, cho từng giọt natri thiêu sinh phát đến mất màu. Rồi, mất màu này là mất màu ai? Mất màu iốt nha. Trong đây nè, mình tưởng tượng cô đang chấm với cái chấm màu đỏ đó. Rồi, những cái chấm màu đỏ trong đây nó chính là iốt. Rồi, thì cái âm natri thiêu sinh phát này nè, nó như là Na2S2O3, được ha. Thì những cái âm này nè được cho vào trong cái phản ứng này nè để cho ông tác dụng đi đó. Vậy thì lúc này hai âm này tác dụng với nhau ha, mình lấy dấu cộng đi, thì ông tác dụng với iốt sẽ làm mất màu của iốt trong đây, cho nên dung dịch lúc này nè sẽ còn lại là sẽ còn lại ai ở trong dung dịch này, thì cái ông còn lại trong đây chính là ông bovidone, được ha, còn bovidone. Rồi, mất màu là mất màu iốt. Rồi, thì khi trong phần bovidone này nè, mình sẽ cho môn trường axit vào, đó là HCl1M, và mình cho kali dichromat, thì cái đó mình sẽ lắp lên, nó sẽ tạo thành một cái dung dịch phù sa, giống như là kiểu phù sa vậy đó, nó sẽ hơi đục đục, da nó sẽ màu đỏ đất, đậm, và khi mình để một xíu nó sẽ trở thành của đỏ, đó nha, đó là của đỏ. Vậy thì cái phản ứng này, khi em cho natri thiêu sinh phát vô là em loại ông iốt trong đây rồi, em loại iốt trong đây rồi, nha, thì cái mục đích của em trong phản ứng này là định tính ai? Định tính bovidone. Được ha, cái mục đích của phản ứng B chính là định tính bovidone. Đó, dễ ha. Phản ứng C này mình nhìn thử trong đây một con xíu, mình sẽ thấy là định tính bovidone hay định tính iốt. Phản ứng C này sẽ là phản ứng định tính bovidone luôn. Rồi, bình tính bovidone ở chỗ nào? Nó lại tiếp tục có một cái nửa phản ứng giống như phản ứng B, là người ta sẽ chuẩn bị một cái dung dịch E ha. Người ta cho từng giọt natri thiêu sinh phát vào đến mất màu, thì cái này mục đích là loại iốt, thì nó cũng sẽ còn lại bovidone. Rồi, thật ra ở phản ứng này nè, mình sẽ cần thêm một ống nghiệm bên ngoài nữa. Rồi, ống nghiệm bên ngoài ở đây nè, cô sẽ vẽ nha. Rồi, mình sẽ có một cái ống nghiệm. Ở trong ống nghiệm này đầu tiên mình cho một ít
ammoni-cobalt-thioxyanat. Cái hóa chất được cho vô ống nghiệm mất vào này nè là 1 ml dung dịch ammoni-cobalt-thioxyanat vừa mới axit hóa và HCl 5%. Vậy thì mình sẽ chuẩn bị một cái ống bao gồm có 1 ml dung dịch ammoni-cobalt-thioxyanat, thì 1 ml dung dịch này nó sẽ có màu tím được ha. Sau đó em cho cái axit HCl vô đây, HCl 5%. Rồi mình cho khoảng tầm bao nhiêu cô ha? Mình cho khoảng từ 3 tới 5 giọt. Rồi ghi vô ha. Đó là cho 3 tới 5 giọt. Thì cho 3 tới 5 giọt này để làm gì? Lúc này nè, em sẽ có ha. Đây là cái ha. Rồi, đây là cái để mình chú ý trong lúc mình thực hành nè. Đó là 3 tới 5 giọt. Rồi, thì đầu tiên á mình chuẩn bị cái ống này trước. Sau khi mình chuẩn bị cái ống có 1 ml này rồi nè, thì mình mới bắt đầu mình cho cái axit vô. Khi em cho khoảng 2-3 giọt, em mới lấy cái đầu đũa thủy tinh á, em chấm vô trong cái ống nghiệm này nè. Em thả ra cái tờ giấy pH 5 ha. Thì cái tờ giấy chỉ thị pH này nó sẽ là cái tờ giấy màu vàng á. Sau khi em chấm vô, em mới so tới cái khung. Nếu như mà nó axit rồi, người ta nó rơi vô khoảng axit thì là được. Thì khi mình cho cái axit HCl 5% này vào á, thì mình chấm cái dung dịch đó, mình ra cái tờ giấy này mình sẽ thường thấy nó có màu tím đậm luôn. Màu tím đậm là cái màu của sự không axit rồi, đây là được, không cần nó phải là màu đỏ hay màu kem đâu, nó màu tím là được. Cái bài này chỉ cần cho chừng 2-3 giọt có khi là mình đã thấy nó qua môi trường axit rồi. Khi em được cái ống nghiệm mà cái môi trường trong đây là môi trường axit được ha, thì em mới sử dụng ống nghiệm này nè, đổ vô cái ống nghiệm trong suốt này được ha. Mình nên sử dụng hai ống nghiệm trước, mấy đứa đừng mất màu xong em mới đứa cho muối amoni vô, xong mấy đứa cho HCl vô, rồi mấy đứa chấm là nó tạo tủa mất rồi, đâu có chấm gì được nữa được ha. Với lại lúc đó có những trường hợp tủa nó bị tan nữa, cho nên khúc này sẽ sử dụng hai ống nghiệm ở phần này được ha. Sắp nó không ghi ra nhưng mà mình phải hiểu trong thực hành là cái khúc vẫn C này nè, dùng hai ống nghiệm, một ống làm cho mất màu, một ống mình đem đi cho cái muối mà bị axit hóa vào nha. Sau đó mình đổ cái ống muối đó vô thì nó sẽ tạo thành tủa màu xanh lam nha. Tiếp tục mình phải có một cái tủa ở dưới đáy của cái phản đó và nó có màu xanh lam nha. Thì đó là cái kết quả cuối cùng của phản xạ và cũng là mục đích là định tính của video. Rồi, phản ứng D là phản ứng định tính cái gì? Phản ứng D mình lấy chế phẩm nha, đây là chế phẩm nè. Rồi, thì chế phẩm này mình sẽ đặt lên trên một tờ giấy tổng hồ tinh bột. Giấy lọc này không chuyển xanh trong 60 giây, có nghĩa là nó không có iốt thăng hoa hay là iốt tự do được ha. Nó không có iốt thăng hoa hay iốt tự do, có nghĩa là cái chế phẩm này người ta đang bào chế là bovidam với iốt trong cùng cái chai. Nếu anh bào chế nó không khéo không đúng, iốt mang một đặc tính là thăng hoa, hay hoặc iốt nó không có tồn tại vậy kết hợp với lại bovidam, vậy thì khi đó nó sẽ bay lên, thực ra nó sẽ bay lên, nó sẽ kết hợp với lại cái nguồn tinh bột thực phẩm trên giấy, thì cái giấy này nó sẽ có màu xanh, vậy thì nó sẽ không có bền, không có được. Cho nên cái yêu cầu của phần này là không được chuyển xanh nha, là vậy, thì là chứng minh không có iốt thăng hoa. Vậy trong cái phần này nè, nếu đúng thì cái phản ứng A và phản D dùng cho định tính iốt, phản B và phản C dùng cho định tính bovidam được ha. Rồi tiếp tục mình tới cái hình ảnh nha, cho ba phản A, B, C. Cái phản D thì thường là thi ít cho, thầy cô thường hay miễn giảm phản D lắm, tại vì các bạn chỉ có đặt tờ giấy tổng hồ tinh bột lên không xanh là được nha. Thường đi thi là hay cho làm thực hiện trên A, B, C thôi. Thi thường năm đó giờ thì gần đây là không có thi phản D nha. Nhìn lên cái hình cô đang chia sẻ nha, đây là cái màu ba phản ứng đó A, B, C. Cái A các bạn thấy rất là rõ, nó là màu xanh dương nha, nó phải xanh dương đẹp như vậy á là ok. Còn nếu nó là xanh lá là mình bị đậm mà. Phản B là phản tạo thành tủa đỏ. Nè, nếu mình nhìn cái này nè, ra mình có quan sát trên thực tế mình sẽ thấy cái tủa đỏ ra để lâu. Còn trên hình đây nè, các bạn cũng thấy nè, ra chỗ này nè, cũng có những cái tủa đỏ xuất hiện như vậy là được. Phản ứng C là phản tạo thành tủa xanh. Đây, trên hình đi, mình nhìn ha, nó là những cái tủa xanh nó bám như này. Và nếu mình để lâu một xíu á, thì cái lớp này nó sẽ tách ra ở khoảng dưới đây nè,
lá tủ, cho nên nó thành cái dung dịch trong một xíu càng thấy rõ hơn. Và cái màu như vậy. Rồi, cô qua phần định lượng, ra phần cuối cùng. Trong phần định lượng, đây là slide tóm tắt ha, trong phần định lượng của mình. Rồi, cái phần định lượng này mình sẽ làm như thế nào ha? Phần định lượng này thì mình sẽ có cái phương pháp được áp dụng trong phần này theo giáo trình viết, đó là phương pháp chuẩn độ. Thì trong chuẩn độ này nó có hai phần, một là phương pháp chuẩn độ thể tích, cái phương pháp thứ nhất là sắp á, thứ hai là chuẩn độ điện thế. Trên thực tế thì mình sẽ học phương pháp chuẩn độ là chuẩn độ thể tích để mình thực hiện nha. Chuẩn độ điện thế là bằng máy thì mình không có học để mà thi cái phần này nha. Có thể là sau là kiến tập hay là gì đó thêm thôi để biết thôi, hay nói qua thôi, chứ không có sử dụng cái phần đó để thi nha. Trong cái phần của quy trình đó, trong định lượng của chuẩn độ này nè, thì mình sẽ thấy nha, người ta có những cái bạn ý sau đây. Cái mẫu thử mình sẽ được chuẩn bị bằng cách nha, mẫu thử này mình sẽ chuẩn bị trong Excel. Và khi nhắc về chuẩn độ thì mình biết nó sẽ có cái bố trí cái nghiệm như vậy. Ở đây chính là cái bu rét đúng không? Rồi dưới bu rét cái trắng hay là cái Excel được ha, đây là cái Excel là bình nóng. Vậy thì trong bình nóng mình sẽ chuẩn bị cái gì? Trong bình nóng mình sẽ lấy chính xác 2 ml chế phẩm được ha. Thì trong cái quy trình nó sẽ có ghi là hút chính xác 2 ml chế phẩm cho vào nó, thêm 10 ml dung dịch HCl 0,1 m và cho nước vừa đủ 150 ml. Đó là cái quy trình sản xuất họ ghi và được biểu diễn ra như vậy. 2 ml chế phẩm này nhắc xíu thôi là lấy bằng gì là hợp lý nhất, đó là lấy bằng pipette bầu được không? Rồi cô ơi, có chén pipette không cô? Có, bắt buộc là phải chén. Thì khi mình đổ thuốc ra cái cốc á, mình sẽ lấy cái pipette bầu này nè, mình hút cái dung dịch thuốc lên, mình chén ở trong cái lòng của cái pipette. Rồi sau đó mình mới hút chính xác 2 ml chế phẩm thì mình sẽ đọc mật ngang ha. Rồi mình mới cho tiếp vào đó là 10 ml HCl 0,1 m, thì mình cho vô bằng pipette thẳng thôi nha. Sau đó mình cho nước và vừa đủ được 150 ml ha, cho nước vào vừa đủ 150 ml. Rồi mình lắc đều lên thì cái bình lúc này nó sẽ có màu gì? Màu nâu. Đây thầy cô có ghi sẵn cho mình cái màu trình tự ha. Rồi cái dung dịch để mình chuẩn độ trong bài này là natri thiosulfat 0,02 m. Rồi 0,02 m nha. Và đây chỗ này nè là cái trên cây burette này được ha. Một điểm để dẫn tới sai sót mà mấy bạn hay rớt khi thi bài này, thì những cái nào mà nó hơi ẩu anh biết đó thôi, là lúc nãy nó đi làm định tính. Rồi cô lật lại đi xíu nha, lúc nãy đi làm định tính rồi thì cho từng giọt natri thiosulfat là 0,1 m được ha. Thì á, mình đi làm tới phần định lượng mình lại lo mình chạy tới cái khúc định tính á, mình nói à nhớ rồi, hồi nãy natri thiosulfat để đó, lấy cái chai natri thiosulfat nó đem lên để dùng cho phần chuẩn độ được ha. Thì cái nồng độ nó chênh nhau không? Chênh, đây là 0,1, còn ở bên đây mình đang làm cái định lượng là 0,02 được ha, nó khác nhau nó là tới 5 lần lận, cho nên sử dụng cái nồng độ ở phần định tính nó sẽ bị sai được ha. Mà một cái quan sát như vậy nè, cái phần định tính này cô thường để cái chai nhỏ xíu mà ha, còn cái phần định lượng nó là nguyên một cái ủng nó lớn to khoảng tầm 500 ml. Và các bạn cứ đè ra, các bạn lấy cái phần cái ở dưới đó tới chừng 100 ml rồi ha, thì mình lấy mình đổ chế hết lên cái can 2 lần đó, xong mình chuẩn là lát rớt được ha. Cái đặc điểm có một cái là khi mình thấy chuẩn độ thì á thường hay đựng trong những cái bình nó bự nó lớn để người ta rót ra, còn cái trong hồi nãy ở của định tính á là nó sẽ có một cái đầu ống đi bếp thủy tinh á, nó hay gắn ở trên á, là mình bấm để mình mở giọt 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 vô thôi nha. Thì cái nào làm gia định lượng mà mình sử dụng cho buôn rác, nó là cái bình bự, nó không có gắn mấy cái ống nhỏ giọt đó vào, tại vì những cái ống nhỏ giọt đó là để thử 1-2 giọt thì sẽ làm định tính nha. Đó là một cái cách để mình quan sát trong phòng thí nghiệm thôi, để nhớ ha, trong phần này lấy đúng nồng độ khi chúng ta bắt đầu chuyển độ được ha. Nhớ là buôn rác là đầu tiên phải chén nước, sau đó mình chén bằng dung dịch mình cần chuyển độ, tức là natri thiosulfat được ha, mình cho vô đây này. Thì khi mình set up hệ thống xong là ở bên bếp tôi đã chỉnh là bật không, lên tôi có 3 cái chất trong đó, nước, acid và chế phẩm của tôi.
Rồi, sau đó thì lót cái nền đi màu trắng, được không? Đó là mình đã set up xong, bố trí xong cái phần cho bắt đầu thí điểm. Thì cái bình này nó sẽ có cái màu nâu, được ha. Sau khi mình bể vào, mình bắt đầu mình thả cái thể tích từ cái cuốn đấy đi xuống, cái sự đổi màu của nó ra, em sẽ thấy nó sẽ ra một kem. Sau đó màu kem sẽ tới cái màu vàng đậm xong sẽ tới cái màu vàng nhạt. Ở thời điểm vàng nhạt này nè, là thời điểm nó còn iốt không cô, còn nhưng mà nó rất là ít, được ha. Thì thực tế là khi mà nó chuyển từ màu vàng nhạt nè, cho tới hết iốt luôn, thì nó sẽ là không màu. Thì cái mắt người bình thường á, khi chuyển từ màu vàng nhạt sang không màu cũng rất là khó nhận biết. Cho nên người ta mới dùng một cái chỉ thị để chuyển thành một cái khuôn màu dễ hơn, đó là chuyển từ màu xanh sang không màu. Vậy thì để chuyển thành màu xanh thì tại thời điểm vàng nhạt này là còn iốt nhưng rất ít, người ta sẽ cho khoảng 5 tới 10 giọt hồ tinh bột vào một cái ống như vậy. Thì khi mình bớt cái hồ tinh bột này vào, nó sẽ chuyển sang xanh. Thì từ màu xanh này mình tiếp tục chuyển độ cho nó rớt cái dung dịch chuyển độ xuống, nó sẽ biến thành không màu. Từ không màu chính là kết thúc chuyển độ đường như này, được ha. Rồi, có thể mô phỏng quá trình này như sau. Rồi, trong cái plan này, được ha, cô chấm 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 những cái đó là giống như những phân tử iốt trong này. Rồi, bây giờ cây buret, ở trên cây buret là Na2S3O3. Rồi Na2S3 này rớt xuống nha, thì nó sẽ bị ăn bởi những cái iốt tác dụng với những iốt ở bên dưới. Thì những cái iốt bên dưới này nè nha, nó sẽ mất dần đi. Ví dụ như cobalt này, nó mất dần đi ha. Rồi, tại khi mà còn lại rất là ít iốt, ví dụ như kiểu là nó chỉ còn lại bao nhiêu đây thôi, được ha, nó còn rất là ít iốt, thì khi trong trường hợp còn rất là ít iốt như vậy thì mình biết cho một cái anh vô là ông hồ tinh bột. Rồi, ông hồ tinh bột này nè kết đôi với cái ông iốt, được ha, thì nó sẽ tạo thành một cái màu, đó chính là màu xanh. Rồi khi mà từ lên buret rớt xuống thì nó giành lại cái iốt này và ăn khử mất cái iốt, thì lúc đó hồ tinh bột sẽ bị nhả ra, dung dịch sẽ là không màu, được ha. Thì có một cái dụng ý là mấy bạn đã hỏi cô là cô ơi, sao em làm kết thúc cái chuyển độ nó không màu đúng không ạ, nhưng mà cái dung dịch nó bị đục của cô là không biết có sai hay không. Cái dung dịch ở phần này nó đục là bình thường, tại vì khi nó nhả ra như vậy á là nó nhả cái hồ tinh bột ra iốt rồi, thì cái dung dịch ở trong đây sẽ giống như tính chất của một cái dung dịch hồ tinh bột. Mà hồ tinh bột thì nó sẽ hơi đục, để tinh bột rồi lấy từ những cái dạng cơm gì đó nha, mình tưởng tượng như nấu cơm cái đáy nồi còn dư một ít cho nước á, thì nó sẽ đục như vậy chứ nó không có cong nha. Cho nên đó là chuyện hoàn toàn bình thường, được ha. Rồi, cái cuối cùng trong bài này đó chính là công thức tính nha, công thức tính. Rồi, thì công thức tính bài này mình sẽ có hàm lượng iốt bằng bao nhiêu, thì dựa vào một cái câu ở trong bài người ta có nói như thế này ha. Câu này nè, 1 ml dung dịch natri thiosulfat sẽ tương ứng với 2,538 mg iốt, được ha. Dựa vào câu này thôi, mình có 1 ml dung dịch natri thiosulfat sẽ tương ứng với 2,538 mg iốt, thì câu này đã được viết sẵn trong bài, được ha. Cái con số 2,538 này được gọi là gì, thì nó sẽ được gọi là đương lượng gam. Đương lượng gam có nghĩa là từ 1 ml này anh quy ra được bao nhiêu ml iốt, bao nhiêu miligam iốt ha, thì nó sẽ gọi là đương lượng gam. Vì trong quá trình mình làm á, không phải mình đi tìm được cái thể tích natri thiosulfat đâu. Rồi, thì mình gọi là V đúng không, nó là chỗ này nè. Rồi, bây giờ cô có 1 ml natri thiosulfat tương với 2,538 iốt, chính xác không? Vậy thì cô có V ml thì cô lấy V nhân 2,538 thì mình ra được đây là cái lượng nè, đây là cái lượng iốt đúng không, trong phần mình chuyển độ, được ha. Đây là lượng iốt trong phần mình chuyển độ. Rồi, cái đơn vị lúc này đó là miligam, được chưa. Rồi, mình muốn tính hàm lượng phần trăm của iốt, được ha. Thì cái chỗ này là phần trăm, hồi nãy đầu bài cô có nói nó là khối lượng trên gì thể tích, tức là nó là khối lượng trên thể tích. Rồi, cái khối lượng này phải quy về đơn vị chữ là gam, thể tích này đi về đơn vị là ml, được ha. Cái V nhân 2,538 này nè, đơn vị của nó đang lúc này là miligam, được ha. Vậy thì cô phải chia cho 1000 để cô quy về gam là chỗ này, được ha. Cô quy về gam là chỗ đó đó.
Được không? Rồi, vậy thì còn cái còn lại nè là ml, được ha, là ml. Thì cái phần thể tích mình chuyển độ là 2 ml, nên mình chia cho 2, được ha. Em gắn thêm cái dấu phần trăm nên em nhân 100%, đó là để gắn cái dấu phần trăm vào ha. Thì em sẽ ra được cái phần công thức cuối cùng chính là cái công thức này, được ha. Vậy thì mình sẽ có là V nhân 2,538 mg phút này ha. Mình chia cho 1.000, chia cho 1.000 để quy về là gam trên 2 ml, được ha, và mình nhân 100% để quy về cái dấu phần trăm của mình. Rồi vậy thì nếu như mà cô rút gọn lại cho nó đẹp hơn ha, thì nó chính là V nhân 2,538 chia cho nhiêu, 20, được ha. Tại vì V nhân 2,538 là giữ nguyên, còn 100 chia 1.000 là 0,1 trên 2, đó là rác vô thì nó sẽ là 20. Hay mình hiểu cách khác là 100 phần 1.000 là 1 phần 10, 1 phần 10 nhân này vô thì nó là 20. Thì đây giống như là công thức rút gọn cuối cùng, được ha. Thì các bạn khi làm thì các bạn nếu mà rút gọn ra này xong, ví dụ như mình ra thể tích mình ra được là 6,8, thì mình lấy rác 6,8 như trong đây thì mình coi cho nó ra có thuộc khoảng 0,85 tới 1,2% hay không. Nếu như mình tính toán là đạt thì coi như mình tích lượng phần định lượng là đạt, được ha. Rồi, nhắc lại trong phần định lượng thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp đó là chuyển độ thể tích. Rồi trong chuyển độ thể tích này thì mình sử dụng ở trên là cây Curette, ở dưới là cái bình chuyển độ của mình. À, cái cây Curette này sẽ chứa dung dịch natri thiosulfat 0,02 m, còn ở dưới cái bình chuyển độ của mình sẽ gồm có chế phẩm, gồm có nước và gồm có axit. Được ha. Rồi sau khi mà mình chuẩn bị cái dung dịch này xong, mình sẽ bắt đầu quá trình là nó sẽ có màu nâu nha. Sau đó nó sẽ chuyển sang màu vàng đậm, rồi nó sẽ tới màu vàng nhạt hơn. Khi thời điểm vàng nhạt còn ít iốt, mình sẽ cho chỉ thị hồi sinh một vào và nó sẽ chuyển sang màu xanh dương, được ha. Màu xanh dương sau đó mình sẽ tới không màu thì mình sẽ kết thúc quá trình chuyển độ. Sau khi mình kết thúc xong, mình ghi được thể tích là V thì dựa theo đương lượng gam là 1 ml dung dịch natri thiosulfat sẽ tương ứng với 2,538 mg iốt, thì đó là V nhân 2,538, được ha. Mình chia cho thể tích phần iốt đó chính là 2 ml, vì tôi phải đổi về gam cho nên mình lại chia cho 1.000 để thay nhân 100% để quy về phần trăm. Thì công thức khi mình rút gọn là bằng V nhân 2,538 chia cho 20. Các bạn thấy rút gọn ha, thì các bạn thấy cái thể tích V tìm được thôi, thì mình sẽ kết luận nó nằm trong khoảng cho phép hay không. À, đó là cái phần bài giảng ha của cô trên cái nền slide của bài mô phỏng thi đó, được không? Rồi nó hơi bị giật cái phần hồi nãy một xíu. Bây giờ mình chỉ còn các cái đoạn video thôi ha. Thì ở đây có hai bạn, chúng ta xin ra sớm một xíu ha. Thì các bạn đánh tên vô khung chat giùm cho cô để lát cô điểm danh nha. Rồi bây giờ mình chỉ còn các cái đoạn video của bài Bovidomiot thôi ha. Thì bây giờ cô sẽ điểm danh lớp mình luôn nha. Trừ hai bạn thì lát cô sẽ ghi chú lại. Rồi, cũng như hôm trước ha, thì bạn nào có mình sẽ nói bật mic nó có giùm cô nha. Rồi, bây giờ cô sẽ điểm nhanh nhanh ha. Thúy An có không? Dạ có. Rồi, Thùy Dương. Dạ có. Rồi. Tường Duy. Dạ có. Rồi, Mỹ Duyên. Dạ có. Trường Giang. Dạ có ạ. Thúy Hằng. Thúy Hằng có không? Trương Thị Thúy Hằng. Chưa thấy ha, Thúy Hằng. Rồi, Trần Thị Ngọc Hạnh. Dạ có ạ. Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh. Nguyễn Thị Thục Hiền. Dạ có. Anh Hùng. Dạ có. rồi Hà Gia Hưng. Dạ có. Huy. Dạ có. Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền à, Dạ có Sinh có. Hồng. Ừ. Khánh Khoa. Khánh Khoa, Khánh Khoa không thấy ha. Mỹ Nhân. Rồi. Ok. Mạnh Phùng. Dạ có. Rồi, Hồng Sơn. Sơn là sinh ra Có. rồi ha. Tô Toàn Thư. Dạ có cô ơi. Nguyễn Trịnh Anh Thư. Dạ có. Nguyễn Thị Thanh Thùy. Dạ có. Phan Thị Thủy Tiên. Thủy Tiên. Phan Thị Thủy Tiên chưa có. Nha Trang. Phạm Thị Thủy Nha Tiên là Tố. đúng. Phạm Thị Thủy Tiên đúng rồi. Dạ Thủy có. Tiên đúng rồi. Rồi Nha Trang có Diễm Trinh. Dạ có. Ánh Trúc. Ánh Trúc không có ha. Nhã Uyên. Nhã Uyên ra chưa? Có. Rồi ok. Rồi các bạn có thể ra các bạn kiểm tra ha, đối với môn truyền thông thì của lớp á nha. Những bài bận các bạn có thể ra, tại vì giờ mình cũng xong rồi ha. Những cái đoạn video clip thì mấy đứa có thể tự xem, vì sau đầu giờ có gì cô sẽ nói lại tiếp ha. Rồi, những bạn nào là những bạn bù, chúng ta đánh tên đầy đủ họ tên bù cho buổi này ha. Rồi còn nội dung mình học thì tới đây mình có thể kết thúc rồi ha. Những cái đoạn video clip thì có dịp buổi sau cô sẽ bật cái đó đầu giờ, cô giải thích cái đoạn video cho mình nha. Mấy đứa có thể tự về coi trước đi cũng được. Rồi các bạn của lớp này điểm danh xong rồi thì các bạn có thể ao ha, để cô ghi nhận các bạn buồn đó thôi. Rồi các bạn bù đợi cô xíu nha.